cái đấy là phần mềm đấy kìa, cái đấy phần mềm anh đã bảo là cần cái gì. Em thì em đang có con Android nhưng mà của ông Linh Snow. Ok. Mời các bạn trở lại với phần phát trực tiếp của Magic Billiard Shop trận đấu giữa hai cầu thủ chuyên nghiệp Bùi Quốc Khánh và Tạ Văn Linh. Game đấu đến 8 ở giải Men Up 58 Nguyễn Chí Thanh. Hai cầu thủ đều xếp hạng chuyên nghiệp. Bùi Quốc Khánh là đương kim á quân của giải vô địch quốc gia Pool 10 bóng 2018. Tạ Văn Linh thì ngay từ lúc thủ đã rất căng. Xem cho vui. Cái tí cu nó lại thân Linh hơn thì sao? Có tí cổ phần. Không, anh không cà phê. Cà phê rượu gái không? Ván đấu đầu tiên, quyền phá thuộc về Tạ Văn Linh. Vâng, đây là trận đấu giữa hai cầu thủ chuyên nghiệp cho nên là hứa hẹn sẽ rất là hấp dẫn. Trận này thì đương nhiên là siêu hay rồi. Vâng, căng ngay từ lúc thi thủ hai cầu thủ đã chênh nhau chỉ có 0,1 mm. Cho nên là ban trọng tài rất là vất vả mới có thể xác định được ai là người đề ba đầu tiên. Phải vừa thuê một cái tư vấn chuyên gia đo đạc tí cu mới xác định được Tạ Văn Linh là người thi thủ đầu tiên, phá đầu tiên. Vâng, các bạn nhìn ngay từ cú phá đầu tiên đã thấy cái sự khác biệt của hai cầu thủ được xếp hạng chuyên nghiệp. Một cú đục, chắc chắn sẽ là một cú đục con hai, ăn con hai và cái nằm vào phía bên trong con năm sẽ là vị trí đẹp nhất để giải quyết ván đấu này. Các cầu thủ chuyên nghiệp này thì tôi sẽ dễ dàng phán đoán được cách tư duy và cũng như cách điều bi của các bạn đấy để có thể đọc được trước các cái tình huống cho các bạn xem. Sẽ có hai cái cách giải quyết trong cái tình huống này. Một là kéo con 4 một băng qua mặt con 7. Hai là sẽ ăn con 4 và đẩy hai băng lòn qua con 7. Chạy hai băng lấp đít cái lên giữa bàn sẽ là vị trí đẹp nhất. Một cú trích nhưng mà lại trích trượt. Cái thì đẹp nhưng mà không ăn bi thôi. Cơ hội cho Bùi Quốc Khánh. Vị trí cái đẹp nhất là giữa bàn. Bùi Quốc Khánh vừa điều cái ra vị trí đẹp nhì. Sẽ là cú kéo một băng cái lòn qua khe 96 để điều con 6. Hoặc là một cú đẩy nhẹ điều con 6 lối bên này. Đẹp nhất sẽ là vị trí giữa bàn hoặc là bề mặt dưới của con 7. Rồi, đẹp nhất rồi ạ. Một băng lên miệng lỗ 10 bên này sẽ là cái vị trí đẹp nhất cho con 9 để giải quyết cái vấn đề này. Đấu đầu tiên, 1-0, chắc chắn là 1-0.
Vâng, 1-0 cho Bùi Quốc Khánh. Bùi Quốc Khánh dẫn trước Tạ Văn Linh với tỷ số là 1-0. Và như các bạn thấy ở trình độ của hai cầu thủ chuyên nghiệp cho nên là chất lượng trận đấu nó cũng có sự khác biệt rất rõ rệt. Và mỗi người mỗi ván chỉ được sót một con thôi ạ. À, chỉ sót một con bi thôi là đã không còn cơ hội rồi. Cả nhà ủng hộ cho Magic cũng như cổ vũ cho Men Up đi ạ. Ấn nhẹ vào nút chia sẻ bên góc trái màn hình ạ. Một cú chạy đạn, chắc chắn là một cú chạy đạn. Cái sau đi 6, 2 sau đi 8. Lòi rồi, nhìn thấy lòi rồi thưa các bạn. Nguyên mông. Cơ hội cho Bùi Quốc Khánh. Một cú anh con 2 thoát tay. Ở trong tình huống này rất thoải mái để đánh thoát tay con 2. Và cái lòn qua vị trí con rau lại lên giữa bàn. Không việc gì phải rón rén trong tình huống này. Nếu như rón rén thì rất dễ là trượt con 2. Và chắc chắn thì Bùi Quốc Khánh cũng nhìn ra cái đường đấy. Bùi Quốc Khánh quyết định chọn đường đấy nha. Một băng nhẹ nhàng. Hơi sai mà. Tuy nhiên là ở góc độ này vẫn trô được con 4 về một băng dài. Đây anh Tranh đang bảo nó lên, xong nó cầm về nó ngay cho. Thắng rồi đi. Gọi rồi. Vâng. Nó không biết lấy. Chơi cái này cả, chơi họ. Con đấy không có đâu. Có đấy nhưng không biết là nó biết lấy không, chơi tiếng nào. Nó có cả hộp. Tỷ số là 2-0 cho Bùi Quốc Khánh. 99%, 99,9%.
Bây giờ thì lại tăng lên là 90% rồi. Đang cơ hội 21 là 99%, còn 90%. Vâng, lỗ rất to. 2-0 cho Bùi Quốc Khánh. Còn đấy mà là lỗ nhỏ thì chưa chắc. Tỷ số 2-0 cho Bùi Quốc Khánh. Còn 6 ván nữa thì là Bùi Quốc Khánh sẽ kết thúc cái game đấu này. Thiếu bếp rồi. Ăn một, thiếu bếp. Cơ hội cho Bùi Quốc Khánh. Kiên Pháp thì vừa có giành chiến thắng trước Giang Á Báo 8-5. Kiên Pháp thắng rồi bà bé. Kiên Pháp vừa có trận thắng đầu tiên trước Giang Á Báo. Vâng, rất là nhanh gọn. Trận đấu nhanh nhất của giải hôm nay luôn. Vừa thấy Kiên Pháp vào cái một lúc đã thấy ra luôn rồi. Oh, xin chào Trung Tạ. Có vẻ như là nhìn thấy cả nhà cùng xem cái góc độ này. Thích chạy này rồi, cho luôn cái vào lỗ, khỏi phải chạy tiếp, đánh luôn đi. Nó chậm hơn mất mấy giây. Má ngoài con 4, một băng giữa bảng, thẳng tắp con 5. Điều nhẹ, trô nhẹ ra con 6, trô nhẹ qua mặt con 9, điều 6 và đánh một băng lên con 7 lỗ 10, 7 lỗ tít. Kết thúc. Bùi Quốc Khánh đang xét cái vị trí nào để quanh con 6 đi con 7 dễ dàng nhất. Một băng. À, Thiện Bất Cạn có đánh. Thiện Bất Cạn hiện giờ đang vào bàn ở bên trong, đang đánh ở bàn bên cạnh, bàn thứ 12. Đi lên quá này, cho chị lên rồi kìa. Cú lắc. Không, khách gọi là không chịu được. Tỷ số là 2-1 cho Tạ Văn Linh. Mỗi ván đấu thì mỗi cơ thủ được quyền sót có một bi thôi. Vâng, đúng, trận đấu rất là chất lượng. Chỉ được trượt một bi thôi. Thank you.
Anh có cái anh ở chỗ anh ở cái suối Tora ấy, Tora ba. Ừ. Nhưng mà chưa sao anh đã bán. Tora bán bao nhiêu anh? Bán chục cái gì? Bao nhiêu? Còn này ông mua của Hùng VV 20. Anh hỏi thôi. Để anh hỏi. Để cái chuyện một cái gì? Thế tức là nếu anh bán cho anh thì công nghệ của anh thì anh ấy bán không đấy. Thế thì lại được ra. Oh, xin chào Giang Cẩm. Anh ấy đang thích cái gợi ý của anh. Để anh xem là anh ấy mượn. Đây, có anh hỏi. Đây ba. Đây ba. Về vô. Có thích chuông mới không? Sắp về chuông mới đấy. Chuông gì? Đấy, con này mới có, số nó ghi rồi mà nó còn đóng nguyên tem. Lắp cho ngọn gì? Ngọn người vô. Anh không đánh. Bình luận viên không được đánh. Không. Điện thoại đủ. Thì các bạn Huy Đen đã xuất hiện. À, Giang Cầm giải tổ chức 2 ngày em ơi. Một cú cộng luôn. À, ý đồ của Tạ Văn Linh là cộng con 39 và cái sau đi 8. Tuy nhiên lại hở rồi. Hở sườn cho Bùi Quốc Khánh. Sáu lỗ tiết kia là xong. Đúng như quy định của trận đấu luôn. Mỗi người chỉ được sót có một bi. Má ngoại. Rồi, có má rồi. Hơi nặng thôi. Là nặng trong tình huống vừa rồi. Đẩy bì đều còn 7 lỗ góc. Suýt ăn. Thiếu dướn. Thank you.
Với tỷ số là 3-1 cho Bùi Quốc Khánh. Giữ nguyên này, 3-1. Chưa hết bán rồi anh. Chưa hết à? 3-1 rồi gì? Phim này cứng hơn, nó văng hơn. Rồi, cái đấy thì dễ, quen. Tỷ số là 4-1 cho Bùi Quốc Khánh. Rồi, hơi cá đuối cho Tạ Văn Linh. Xin chào Giang Cẩm, Giang Cẩm đang hỏi thăm anh Tô Phương. Giang Cẩm, anh nhớ Giang Cẩm ngày trước thỉnh thoảng xuống Hoàng Quốc Việt chơi ấy. Anh chào em Giang Cẩm nha. Khiếp thật, sợ ông chọn camera thì quay về phía trước. Một cú chạy đạn quá hay. Vũ Anh Linh không lên trên sới, đang có sới, đang có họp ở trên phòng tập.
ra nhanh, ra nhanh. Có anh Tuấn Khang, có bạn Chu Hải Quân, và có bạn Hồng Sơn. Suýt trúng. Giang Cầm bảo sợ anh Tô Phương lắm. À, tình huống duy nhất chỉ là con 5 ra con 6. Mà trong con 5 đẩy hai băng về lắp đi con 6 sẽ là vị trí đẹp nhất. Cùng xem Tạ Văn Linh xử lý cái tình huống này. Cái đẹp nhất sẽ là bên trong con 5 một tí để đẩy con 5 hai băng. Đẩy lòn qua khe 6-7 đấy. Tạ Văn Linh đã lựa chọn lấy má ngoài thẳng để trô về. Hơi nặng. Anh Thành, vâng ạ, cái gậy phá thì lát nữa em sẽ cho bạn ấy bạn tay. Xin chào Hiệp Lê. Hơi nhẹ một tí. Ăn nhẹ con 7 trịch, gạt con 9 sang nhẹ một bên. Thế là giải quyết xong bài đậu. Trịch nhẹ vào đầu con 9. Một băng nên lắp đi con 9. Hết. Tỷ số là 4-2 cho Tạ Văn Linh. BM ơi. Chắc chắn là 4-2. Bấm tí nữa lại, bấm lại. Giang Cầm của anh Phương chấp thế nào để chiều ông ra kìa. Chấp Giang Cầm phá trước. Ở bàn bên cạnh thì đang còn trận đấu cực kỳ hấp dẫn giữa Hiệp và Lường Đức Thiện. Tỷ số hiện giờ đang là 3-0. 3-0, Hiệp đang dẫn Lường Đức Thiện về tỷ số 3-0. Ở trong bàn trong kia thì cũng đang có trận đấu hấp dẫn khác giữa Hiển Nguyễn và Nguyễn Sơn. Nguyễn Sơn của 91. Xin chào giai đẹp kiên cận. Còn trên bàn số 13 thì đang diễn ra trận đấu giữa Lê Quang Trung và An. Lại thiếu bếp. Cô Khánh đang tính toán một cú A bằng để cái sẽ đứng im lại chỗ đấy, lấp sau đít 7 và bắt đuôi con 2. Hơi lòi rồi. Xin chào Phạm Dũng. Phạm Vũng ngày nào cũng ủng hộ 15.000. Xin cảm ơn Phạm Vũng Dũng rất nhiều, nhưng mà cũng chưa hình dung Phạm Dũng ủng hộ 15.000 như thế nào. Hở mông, đường riêng. Riêng rồi.
đang có sự phàn nàn lỗ quá bé của Bùi Quốc Khánh. Không phải, chắc hôm nay bóng nó to. À. Bóp lại lỗ. Ô, Hải Cận, xin chào Hải Cận. Hơi mạnh. Bây giờ mày đánh cái này à? Đang gì? Đang gì? Đang Camus. Đang Camus có là bọn anh đã lấy găng Fury ở ngón nhé. Anh đang gì cơ? Đúng mà không hở ngón đâu. Anh lấy em găng hở ngón đi. Cơ hội cho Tạ Văn Linh lên 3-4. Ở một cú đánh hai băng lên giữa bàn, thẳng tắp con 8, xong. Hỏi lực nhìn chuẩn đét rồi. Hơi mạnh một tí. Bấm. Một cú bấm đúng không? Chắc chắn là một cú bấm. Vâng, 3-4 cho Tạ Văn Linh. Xin cảm ơn Phạm Dũng rất nhiều. Cứ tưởng giờ mới nghĩ ra. Xin cảm ơn, xin chân thành cảm ơn Phạm Dũng rất nhiều. Thiếu bếp. Cơ hội cho Tạ Văn Linh. Không nhìn thấy ai, nhìn thấy ai, nhìn thấy má chém. À, có vẻ như là nhìn thấy nguyên má chém. Con 2. Bộ bi nhỏ. À, một cú chạy đạn. Lòi, đường riêng chắc luôn. Riêng, đường riêng. Lần khe, quá khéo léo cho Tạ Văn Linh. À, Tống Hoàng Nam, đúng rồi, Tạ Văn Linh thì lên chuyên nghiệp rồi. À, Nguyễn Hoài Đức ở cửa thắng 100.000, xem ai có ai nhận kèo của Đức không kìa. Xin chào Minh Quyền, Minh Quyền nhận cửa của Nguyễn Hoài Đức đi. Nhận độ của Nguyễn Hoài Đức luôn, Minh Quyền đây. Ván đấu không còn tình huống gì nữa này. 3 ra 4. 4 ra 5, 6, 7, 8, 9. Hết bàn. Không có gì nữa. Nhẹ nhàng đều con 5 lỗ tít hoặc lỗ 10. Lấy thẳng từng con 6 và đẩy nhẹ con 6 xuống. Thẳng con 7. Đẩy nhẹ con 7 xuống lấy ma dưới con 8. Rồi check một băng lên... con 9 thẳng tắp là kết thúc ván đấu. Tí nữa cầm lên luôn. Cần
Ok, cầm đi. Ô, Dung, 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 có Dung cho Tạ Văn Linh. Bùi Quang Khánh vừa than vãn là lỗ quá bé thì một cú đánh thể hiện luôn là cái nhận định của Bùi Quốc Khánh quá đúng. Cơ hội cho Tạ Văn Linh san bằng tỷ số 4-0. Bỏ cờ bạc rồi. Bỏ cờ bạc thì còn chơi cái gì hả? À, Quyền ơi. Ở bàn bên cạnh thì vừa có một cú đánh rất là uy lực của Hiệp. À, con cái bay hẳn ra ngoài. Hường Bi mục tiêu, con số 4. Và cơ hội cho Lường Đức Thiện rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Wow. Quá kỹ thuật. Một cú đẩy một băng, lấy con má dưới con 8 và đẩy một băng lên lắp đích con 9 lũ 10. Xong, sẽ là cái cách đánh nhẹ nhàng nhất để giải quyết cái bàn đấu này. Tỷ số là 4-0. Và tôi nhờ lại một cú đẩy và hai cú đẩy, một cái cú trích giải quyết bàn đấu. Tỷ số 4-0 cho Tạ Văn Linh. Xin chào Gia Tuấn. Gia Tuấn đang ở Kinh Tế hay đang ở Thái Hà đấy? Xin chào Phạm Dũng. Ok, cuối năm có lịch. Rồi lại cơ hội cho Bùi Quốc Khánh. À, ván đấu này dễ 3-9 giải quyết xong nhanh gọn. Đẩy xuống lấy má dưới con 2 cho tiện. Một cú đẩy và một cú một băng con 2 lên giò hoặc cộng con 9 đều ngon. Tình huống này thì giò thì cửa giò rất cao. Hoàng Kiên, đúng rồi. Trận đấu này đang diễn ra giữa Linh Tuyên Quang và Bùi Quốc Khánh, giữa hai cầu thủ chuyên nghiệp tại giải đấu của Man Up 58 Nguyễn Chí Thanh, câu lạc bộ của huấn luyện viên Nguyễn Thành Nam, với quy mô là 18 bàn và tới đây dự kiến sẽ nâng lên là 22 bàn. Và tỷ số là 5-4 cho Bùi Quốc Khánh. Xin cảm ơn bạn Hoàng Thắng. Không thể mạnh được bằng anh đang phát trực tiếp. Đúng rồi, mình có đi tập thể hình. À, sắp tới thì đang sắp xếp thời gian để vào đây Phạm Dũng ơi.
ăn đủ bếp. À, đã đủ bếp. Cơ hội cho Bùi Quốc Anh. Một cú xẻ lốc 10 Sở Trường. Một cú xẻ lỗ 10 và cái sát băng ngắn dưới này. Xong. Ok Hiệp, Hiệp cứ mang bảo xong có gì alo cho anh. Ở trên bàn Lương Đức Thiện thì Lương Đức Thiện đang bị dẫn trước với tỷ số 3-2 và cơ hội lên 4-2 cho Hiệp là đang rất gần rồi, chỉ còn có 2 bi. Còn trên bàn của Lê Quang Trung thì Lê Quang Trung bây giờ đang bị An dẫn với tỷ số là 5-2. 7-2. Ồ, 7-2. Vâng. Một trận đấu khá bất ngờ và khi cầu thủ chuyên nghiệp Lê Quang Trung đang bị cầu thủ An dẫn trước với tỷ số là 7-2. Lòi rồi, lòi rồi, lòi rồi. Dư mỏng, dư mỏng hơn dư dày. Kinh nghiệm của Bùi Quốc Khánh ngoánh snooker. Em gặp ai đây? Anh gặp Nguyễn Thanh Nam. À, anh chào. Xin chào bác sĩ Phạm Tuấn Anh. Năm đều cho Tạ Văn Linh, chỉ còn một con đánh một bằng nữa ra lắp đi con 9 là. Ôi, sao mạng lại lag vậy ta? Đang lắm. Căng được. Không hỏi nhiều trên được mà. Năm đều anh. Ừ. Em xem anh lên mạng sao đấy. Cương em, xem mạng sao? Không phải đâu, mạng không còn âm ba cục phát. Anh thử tắt đi vào lại. Ở giải này thì ở không có Hà Tĩnh tham gia ấy bạn Dũng ơi.
Hết được, hết được. Ô, xin chào anh Chi. Vâng, lâu lắm thì mới nhìn thấy anh. Bùi Quốc Khánh đang lấy gậy sút tê. Xin chào Nam Kẹo, chào Lý Hồng Lĩnh. À, Kiên Pháp thì vừa có trận thắng trước Giàng A Páo của Bắc Cạn với tỷ số là 8-5. Xin cảm ơn anh Chí rất nhiều. Trên bàn kia thì Lê Quang Trung đã bật xuống lên tỷ số 7-4 rồi và đang dọn bàn. Còn có 5 bi trên bàn, tỷ số sắp là 5-7 cho Lê Quang Trung. Trên bàn bên này thì Lương Đức Thiện đang dọn bàn, còn 3 bi nữa thì sẽ rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3. Ồ, Nam Kẹo, chắc là vài bữa nữa anh sẽ lên Lào Cai. Một cú cúp, một băng cái vào lỗ 10 của Tạ Văn Linh. À, quá hay. Một cú chạy đạn quá hay. Cơ hội cho Bùi Quốc Khánh. Tình huống trong ván đấu này sẽ chỉ còn là con 5. À, con 5 có vẻ như là hết đường. Một cú rút gãi luôn con 5 của Bùi Quốc Khánh. Rút thẳng con 3 vào đầu con 5. Gãi tình huống này. Đèn lắm thì bị đuôi. Vâng, không đen, đỏ rồi, hở hở rồi. Không đen, không đen. Không những không đen mà còn đỏ. Sớm rồi đợi đánh luôn. Vâng. À, xin chào Tuấn Võ. Đây là giải đấu của Man Up ở 58 Nguyễn Chí Thanh. Câu lạc bộ nằm ở giữa trung tâm của Hà Nội, rất thuận tiện đi lại. 58 Nguyễn Chí Thanh. Thank you.
có độ hơi giật của Bùi Quốc Khánh. À, một băng lấy má ngoài con 8 và đánh một băng lấy lắp đi con 9 là xong. Tỷ số là 6-5 cho Bùi Quốc Khánh. Chắc chắn là 6-5 rồi. Không cần phải miễn mà là tự miễn luôn. Bấm mãi không lên. Rồi, nhảy hai số ra. Ok, Nam Kẹo, lên anh sẽ alo cho em. Bi và thiếu bếp. Ăn con cái nữa thì đủ. Vâng, không đủ. À, một cú chạy đạn đủ lực. Đủ lực lòi của Tạ Văn Linh. Tân Văn EC7 cũ hình như còn có con CM5. Ừ, còn con CM5. Ừ. Có gì đầu tuần inbox Tân Văn nhá. Ôi, cơ hội cho Tạ Văn Linh. Một cú cu lê xuống lắp đi con 3. Quánh một băng lên giữa bàn. Và ở trong các cái tình huống xử lý 9B thì cái như tôi nhận thấy cái vị trí dọc trục giữa bàn là cái những cái vị trí rất đáng để mà quan tâm để và rất là thuận lợi cho các cái vị trí điều và mở mã. Đó. Cái kinh nghiệm của tôi là tôi hay sử dụng cái đường cái vị trí mà ở giữa bàn để mà quan sát cái vị trí bi mục tiêu cũng như là tính mở má để cho thuận lợi điều cái bi tiếp theo nhất. Bắt đầu hoặc là tôi sẽ từ đấy tôi sẽ căn xê dịch ra để xem đâu sẽ là cái vị trí thuận lợi nhất. Của Lê Quang Trung và An đã là 7-6 rồi. Một sức bật quá mạnh một tuyển thủ chuyên nghiệp già. Lê Quang Trung tỷ số đang là 7-6 và còn 2 ván nữa thôi. Lê Quang Trung sẽ bật được bạn An từ tỷ số 7-2. 7-1. Wow. Tỷ số là 6 đều cho Tạ Văn Linh. Bi em ơi. Không cần phải đợi đối thủ miễn mà tự miễn luôn. Nghỉ
tỷ số trên bàn của Lê Quang Trung là 7 đều. Một sức bật quá hay của Lê Quang Trung. Lê Quang Trung vừa bị An dẫn với tỷ số 7-1 và bây giờ tỷ số đã là 7 đều rồi thưa các bạn. Trận đấu của Lương Đức Thiện thì Lương Đức Thiện đang bị dẫn với tỷ số là 4-3. Lại cơ hội cho Bùi Túc Quốc Khánh. 3-4 không khung. An nhiệt, có rất nhiều mâm đềm ăn nhiều. Đủ má kéo luôn, gãi luôn. Vâng, kịch bản đẹp nhất trong cái cú gãi này là cái sẽ lao vào giữa khe và 3 và 4. Vâng, con 3 đập nhẹ một băng ra thẳng lỗ góc. Vâng, và cái nằm ở chỗ vị trí số bi số 4. Vâng. Vâng, đẹp nhất con 3 4. Vâng. Coi như ván đấu được giải quyết. Trích một băng, con 3 cái thẳng con 4. Vâng, cắm đứng im thẳng con 5. Vâng, trô nhẹ lại, lấp đi con 6. Vâng, mở má con 7. Đánh một băng. Lấy má con 8, mở con 9, xong. Vâng. Hồ Hải Minh hỏi sao biết đó là má gãi. Bởi vì ra cái má đấy anh thấy hơi ngứa hả? Ô, thiếu má rồi. Trong tình huống đấy thì Bùi Quốc Khánh trô, nhưng mà có vẻ như là lại bị thiếu áp phê. Má dưới con 5 mới là vị trí đẹp, nhưng lại Quốc Khánh lại lấy má trên, lại sẽ phải hơi lòng ngoằng một chút. Một cú trích qua khe 8-9 cũng chắc cũng không có vấn đề gì với kỹ năng của Bùi Quốc Khánh. Hơi loay hoay. Vâng. Quốc Khánh đang tiếc nuối về cái chuyện là không tính toán kỹ ra cái vị trí con 5, dẫn đến cái tình huống phải xử lý khá là loay hoay. Wow, Lê Quang Trung đang có ván dọn cắt tiết. Vâng. Đang có ván dọn cắt tiết, bật ngược tỷ số từ 7-1 lên 8-7. Vâng, chỉ còn có 3 bi. Vâng, xin chào và xin chúc mừng Lê Quang Trung. Vâng, bi luôn, chỉ còn 2 bi, bi luôn. Không cần phải đánh, quá hay, bật từ 7-1 dẫn ngược lại thành 8-7. Quá đẳng cấp. Bật tôm luôn. Tôm này tôm hùm đấy, không tôm thường đâu. Tỷ số là 7-6 cho Bùi Quốc Khánh. Bi, tự biến. 7-6. Chỉ còn một ván đấu nữa thôi, Bùi Quốc Khánh sẽ kết thúc game đấu này. Và cũng như là chỉ còn 2 ván thôi, Tạ Văn Linh cũng sẽ thắng lại Bùi Quốc Khánh. Ván này là một cái ván rất quan trọng với Bùi Quốc Khánh. Và nếu như mà kết thúc được thì sẽ là một cơ hội. Còn nếu không kết thúc được để Tạ Văn Linh bật lên tỷ số 7 đều thì sẽ lại là một áp lực với Bùi Quốc Khánh. À, nên là cái tỷ số 7-6 là một cái tỷ số mà đầy rủi ro và đầy rất cần sự bản lĩnh. Hoàng Vũ Quốc Khánh là người của Hà Nội và hiện đang công tác trong ngành công an. Cùng xem ván đấu quyết định và rất có thể đây là cái ván đấu ván phá cuối cùng.
chắc chắn là sẽ cú phá cuối cùng của Bùi Quốc Khánh. Vâng, có ăn hay không ăn thì cũng là cú phá cuối cùng. Rồi, chắc chắn là cú phá cuối cùng của Bùi Quốc Khánh rồi. Bởi vì ván này có 7 đều thì ván sau sẽ là Tạ Văn Linh phá. Vị trí đẹp nhất cho con 4 này là chỗ khe 79. Bùi Quốc Khánh đang quan sát và tìm cách đưa con cái về đúng vị trí mong muốn để giải quyết ván đấu. Hơi mạnh. À, xếu vừa thắng bạn ơi. Và một cú. Để ô, xin chào đi nha. Em có chỗ ngồi chưa? Để. Đánh nhất ra đây ngồi nha. Có cần bón không? Có cần bón không? Có rất nhiều thứ gì cho mọi người. Đúng là khó rồi, khó trượt. Khó, thật là khó xảy. Wow, suýt nữa thì Xếu vừa thắng rồi và bây giờ Xếu cũng vừa có chiến thắng. À, đang đánh tiếp với Thắng Láng. À, đang có một trận chiến đấu với Thắng Láng tiếp. Cơ hội cắt tiết cho trận sau có trận nào hay không? Ai? À, giải này thì có khoảng hầu hết tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp của Hà Nội đều tham gia giải này bạn Khánh. Bi, vâng, xin chúc mừng Bùi Quốc Khánh. Bùi Quốc Khánh đã giành chiến thắng trước Tạ Văn Linh. Và xin cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi phần phát bình luận trực tiếp của Magic Villa Shop giải Man Up 58 Nguyễn Chí Thanh. Và Tạ Văn Linh vừa thực hiện lại một cú cúp con cái vào giữa lỗ 10, quá chính xác đấy các bạn. Còn hẹn gặp lại các bạn trong khoảng 15 phút nữa. Có trận nào hot tiếp anh nhỉ? Vâng, trận đấu tiếp theo sẽ được phát livestream trực tiếp là trận giữa cầu thủ Thế Hiển và một cầu thủ chuyên nghiệp của Hà Nội. Hẹn gặp lại các bạn sau ít phút nữa.